Tao đã phóng ở trên con Mustang, tôi còn muốn mang trong cơ gần vài thằng. Nếu là ngày đó tao phải lạc mất tâm vì nhà tao quá căng nghe sòng phải nằm. Và một hôm tao đang thu lay bách, thấy có thằng đánh hack máy tính và tìm cách ăn cao còn trách ngờ thỏ bên vách là thằng